Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. LA Insurance, bảo hiểm uy tín trên 30 năm qua, chúng tôi luôn có giá rẻ nhất. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Jobstart, nơi uy tín tìm việc làm, tìm việc nhanh, 562-691-4266. Từ Westminster, Như Hiền, Anh Tuấn, Đoàn Trọng xin đón gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua cà phê sáng. Good morning, Như Hiền và Anh Tuấn. Kính chào Đoàn Trọng, kính chào chị Như Hiền và tất cả quý vị khán thính giả đang đến với chương trình trực tiếp với cà phê sáng. Thưa quý vị, hôm nay thứ tư, 30 tây tháng 8, tháng 8 này chúng ta có ngày 31 quý vị nhé. Và ngay lập tức chúng ta sẽ đến với phần tin dự báo thời tiết Nam California cũng như 50 tiểu bang khắp Hoa Kỳ. Kính chào quý vị, chào anh Trọng, chào Tuấn. Và bây giờ là 7 giờ ở tại Garden Grove và Westminster, thưa quý vị. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 75 độ. Ngày hôm nay trời sẽ nóng, thưa quý vị, vào những miền núi thì nhiệt độ có thể lên tới từ 100 tới 11 độ, thưa quý vị. Và vào vùng biển thì nhiệt độ cho tới 85 tới 103 độ. Và hiện tại ở vùng Palm Springs nhiệt độ là 95 độ, thưa quý vị. Và nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay tại Westminster, Garden Grove, Fountain Valley, nhiệt độ cao nhất là 98 độ và thấp nhất là 73 độ. Và nhiệt độ như này có thể lên tới 102 tới 111 độ và kéo dài cho tới ngày thứ sáu, thưa quý vị. Và có thể tuần sau trời cũng nóng nhưng mà đỡ hơn, thưa quý vị. Và khi mà trời nóng như vậy thì quý vị nhớ là có thể xảy ra ảnh hưởng là bị cúp điện. Và nên nhớ rằng là quý vị đừng có coi như là mở đèn hoặc là tắt đèn vào những lúc không có cần thiết, và sau 9 giờ thì mới sử dụng những cái vật liệu trong coi như trong nhà bếp, giống như là microwave. Và những cái đồ nướng là lấy rất là nhiều electric, thưa quý vị. Và cũng nhớ là đừng có để chó mèo hoặc là em bé ở trong xe. Kính thưa quý vị, đó là khí hậu thời tiết của miền Nam California đến với Nhi Huyền. Sáng nay thì quý vị cùng với Nhi Huyền, Anh Tuấn và Đoàn Trọng chúng ta dệt xếp lại tất cả những sự kiện xảy ra tại thành phố Houston và cơn đảo Harvey. Bên cạnh đó chúng ta cũng không quên nói đến chuyến viếng thăm của Tổng thống Donald Trump và phu nhân đến tại Texas, những dư âm và những sự kiện diễn ra như thế nào. Bên cạnh đó chúng ta cũng nói đến những sự kiện sắp đến sẽ xảy ra ở tại tiểu biên giới giữa Louisiana và tiểu bang Texas. Và trong lúc chúng ta cũng không quên nói đến tất cả những sự kiện ngày hôm nay qua bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump về chính sách cải tổ thuế má như thế nào. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng còn phải theo dõi một trong những vấn đề mà người dân Hoa Kỳ không thể nào quên được. Kính thưa quý vị, đó là công tố viên đặc biệt sẽ đưa ra những cái biện pháp gì sau một cái thời gian điều tra những sự liên hệ của Tổng thống và của Ủy ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump với chính phủ của Nga Sô. Đó là một vài sự kiện mà quý vị cùng bên ly cà phê với chúng tôi sáng nay, trở lại một trong những vấn đề quan trọng nhất của thành phố Houston. Kính thưa quý vị, hôm qua thì thị trường của thành phố Houston đã ban hành một lệnh giới nghiêm. Đây là một trong những sự kiện làm chúng ta ngạc nhiên và nhớ lại thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam. Lệnh giới nghiêm được ban hành và có hiệu lực kể từ 12 giờ cho đến 5 giờ sáng. Tất cả những sự di chuyển vào và đột nhập tất cả những căn nhà ở trong khu vực mà tất cả những gia chủ đều đã rời khỏi đều được lệnh có thể nói là cấm ngầm, cấm hẳn. Và trong đó chỉ dành cho ưu tiên những người nào trong trường hợp cấp cứu hoặc trong những trường hợp đi làm về trễ. Thì thưa Như Hiền và anh Tuấn, lệnh giới nghiêm đó nó sẽ ảnh hưởng đến như thế nào với những người hiện nay đang có đối phó với cơn bão Harvey, thưa anh Tuấn? Kính thưa quý vị khán thính giả, ngày hôm qua thị trưởng của thành phố Houston, ông Turner, đã bắt đầu cho ra một cái lệnh giới nghiêm bắt đầu từ giữa đêm, tức là 12 giờ tối cho tới 5 giờ sáng ngày hôm sau, để đối mặt với một số những cái tình trạng cướp bóc nhỏ mà theo như những cái báo cáo đó, họ nói rằng những kẻ lợi dụng những cái thời điểm mà lúc mà nước đục thả câu để đến từng nhà, và họ giả danh là những người về bên quốc gia, họ giả danh là những người đi coi như là cứu trợ và kêu tất cả mọi người ra khỏi nhà để mà chúng nó vào trong nhà và cũng như là cướp bóc. Ngoài ra đó, họ còn đề phòng tới những cái tình trạng gọi là đã có một số cư dân ở ngay tại khu vực 45 sao của gần Houston đã coi như là thông báo rằng họ bị cướp bởi vì một số kẻ coi như có vũ trang đi vào nhà. Trong cùng lúc đó, thưa quý vị,
tình hình của cơn bão Harvey như thế nào rồi vào sáng ngày hôm nay, 7:04 sáng theo giờ California, tức bên Houston, Texas đang là 9:04 sáng, thì Harvey hiện đang có những cái đợt mưa ở ngay tại các khu vực biên giới giữa tiểu bang Texas và Louisiana. Bắt đầu từ tối ngày hôm qua thì bầu trời của Houston đã có chút xíu nắng trở lại, và đó là một trong những hy vọng của những cư dân ở ngay tại đây. Mặc dù nước và cũng giống như là mực nước vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, bởi vì như quý vị biết đó, thượng nguồn vẫn đang chảy về, và nhưng mà cũng đã có một cái dấu hiệu cho thấy là coi như là không còn coi như mưa lũ nữa. Vào lúc tối ngày hôm qua, thưa quý vị, hầu hết tại các khu vực Houston, tại các hồ nước chứa, cái con số đã lên tới 51.88 inches mưa. Thì cái điều đó cho chúng ta thấy là sức khủng khiếp của cơn mà chúng ta có thể nói là đại hồng thủy Harvey như thế nào. Nhưng mà kính thưa quý vị, hôm qua thì một cái tin vui đến cho những cái người hiện nay đang đối diện với cơn bão Harvey tại thành phố Houston. Mực nước ở ngay đường phố, ngay tại trung tâm downtown đã có thể nói là di chuyển và không còn che lấp tất cả những cái bụi cỏ ở hai bên đường. Tất cả các xe cổ đã đi lại được ở trên thành phố Houston ngay ở downtown. Tuy nhiên bên cạnh đó thì người ta cũng nói đến một cái sự mức đe dọa mà người Việt chúng ta cũng sống ở đó rất nhiều. Kính thưa quý vị, người Việt chúng ta tập trung ở những thành phố gọi là Richmond, ở kế bên những cái hồ, cái đập nước Erskine, và bên cạnh đó thì chúng ta ở South 45, tuy nhiên là con đường 45 ở phía nam. Đó là những nơi mà hiện nay đang chịu hậu quả của nhiều cái sự tấn công dồn dập của cơn bão Harvey. Như chúng tôi đã gửi đến quý vị, mực nước ở downtown của thành phố Houston tương đối đã làm cho người ta không còn lo sợ một cái cơn lụt sẽ đến nữa. Tuy nhiên đến ngày hôm nay vào lúc 2:00 sáng thì tất cả các nhân viên của theo dõi cái cơn bão đã cho biết rằng cơn bão đang gặp một cái tình trạng là họ gặp một cái nhiệt độ ẩm thấp và có thể trở lại tấn công vào biên giới của tiểu bang Louisiana và tiểu bang Texas. Tất cả mọi cái sự đề phòng và trong lệnh ban hành đã được đưa ra, tất cả cái biện pháp khẩn cấp để đề phòng tai nạn một lần nữa đến với như lần trước Katrina vào năm 2005, 12 năm trước đây. Kính thưa quý vị, có thể nói sức gió có thể từ đến 30 đến 40 dặm hiện nay đang bao quanh khu vực biên giới của tiểu bang Louisiana, và có thể nước mực nước sẽ tăng từ 2 cho đến 4 feet dọc theo biên giới Louisiana và Texas. Nó có đe dọa đang đổ bộ thêm từ 3 đến 6 in nước từ phía tây nam Louisiana xuống phía tây của Kentucky, và trung tâm bão quốc gia cho biết nó sẽ dự kiến trở thành một áp thấp nhiệt đới vào tối thứ tư. Điều đó có nghĩa rằng là cơn bão Harvey chưa dừng lại, và mối đe dọa tàn sát của hư hại của đảo Harvey có thể mang đến tiểu bang Louisiana. Kính thưa quý vị. Thưa quý vị, để so sánh bão Harvey với Katrina vào năm 2005 thì bão Harvey ít nhất đã giết gần 14 người tại Houston, và bão Katrina ít nhất là tới 1.200 người bị giết, và sau đó là hai cơn bão nhỏ, thì coi như là tổng số tiền mà tốn cho cơn bão vào 2005 Katrina là gần 100 tỷ, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, bên cạnh đó chúng ta không thể nào không nói đến chuyến đi của Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua. Tổng thống Donald Trump cùng với phu nhân đã đến, đã sử dụng chiếc Air Force One đáp xuống thành phố Corpus Christi, nơi mà cái tất cả những ngọn gió đầu tiên của bão Harvey tấn công đầu tiên. Ở đó Tổng thống đã gặp tất cả các viên chức địa phương, và có thể nói rằng lên tiếng mạnh bạo của Tổng thống, và ông ta nói rằng đã đến lúc chúng tôi cần phải làm thay đổi tất cả những sự kiện mà quý vị đã thấy trong quá khứ vừa qua. Chúng tôi sẽ làm bằng mọi cái tư cách, chúng ta và chính phủ của chúng ta sẽ làm bằng mọi cách để đem lại một cái sự giúp đỡ tích cực nhất cho những người lãnh chịu cái hậu quả của cơn bão Harvey. Và sau đó Tổng thống Donald Trump cùng phu nhân đã đến thành phố Austin, thủ phủ của tiểu bang Texas, và đã có một cái buổi gặp gỡ, và trong buổi nói chuyện riêng với ông thống đốc của tiểu bang Texas. Trong cái cuộc chuyến đi viếng thăm này, anh Tuấn nhìn theo những cái sự kiện mà Tổng thống Donald Trump đã mang lại cho người dân, so sánh với chuyến đi của Tổng thống W. Bush, Tổng thống Barack Obama, trong những cái hậu quả của những cái thăm viếng, trong những cái trận mà gọi là tàn phá qua cái thiên tai như vậy, thì hôm nay chuyến đi này nó mang ý nghĩa gì, thưa anh Tuấn? Thưa quý vị, đầu tiên người ta nói tới là cái sự nhanh chóng của ông Tổng thống Donald Trump, có lẽ là tại vì rút kinh nghiệm bởi những cái hậu quả của cơn bão Katrina từ thời ông George W. Bush, cũng giống như là từ cơn bão Sandy của cựu Tổng thống Barack Obama, thì bây giờ đến nhiệm kỳ của ông Tổng thống Trump thì có đại hồng thủy Harvey. Thì người ta thấy một điều rằng ông rất nhanh chóng, mà
mặc dù đó không có đi đến ở ngay tại tâm bão, không có đi đến ở ngay tại các trung tâm mà hậu quả nặng nề nhất, nhưng mà ông cũng đã đến các khu vực quanh đó, và cũng giống như theo thông báo của Tòa Bạch Ốc, họ cho biết rằng thứ bảy tuần này ông sẽ có thể đến lại khu vực này và có thể đến ở ngay tại thành phố Houston thêm một lần nữa. Tuy nhiên, có một cái điều mà các nhà bình luận người ta phân tích cho thấy rằng Đại Hồng Thủy Harvey là cơ hội để ông Tổng thống Trump có thể đoàn kết quốc gia, bởi vì có những cái xáo trộn từ những lời ngon nói, từ những hành động của ông Trump trong những việc mà người ta gọi là những người da trắng thượng đẳng, cho tới hiện nay là liên quan tới cái việc cứu giúp những người đang cần sự trợ giúp từ cơn bão Harvey. Một hình ảnh mà người ta thấy là ông Trump không có coi như là gần gũi với những người mà hiện nay đang cần cái sự giúp đỡ. Cái hình ảnh mà người ta thấy ở đây đó là ông Tổng thống Trump ở trên sân khấu, ở trên khán đài tung hô, cũng giống như là những gì ông đã làm trong lúc mà ông đi tranh cử, thưa quý vị. Và ngoài ra thì các mà thưa anh Tuấn, lẽ dĩ nhiên Tổng thống Donald Trump đã đến với tư cách là vị gọi là tư lệnh của Hoa Kỳ. Trong những cái điều kiện mà có thể vấn đề an ninh của Tổng thống không được bảo đảm một cách chặt chẽ, và bên cạnh đó thì lại nhìn tất cả mọi người đều đồng ý với một cái sự kiện là Thống đốc tiểu bang Texas cũng đã nói, Tổng thống Donald Trump đã nói với tôi về sự lâu dài, về những gì mà nạn nhân mà Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với những cái lời chỉ trích sáng nay, vì ông đã không thảo luận với nạn nhân về nạn nhân của Harvey trong chuyến đi Texas của mình hôm qua. Nhưng mà tuy nhiên Tổng thống Abbott cũng là người đã gặp ông Trump và ở Corpus Christi đã cho biết mặc dù Tổng thống không thể công khai giải quyết các nạn nhân, hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện riêng tư với nhau. Ông Abbott đã nói, tôi biết rằng Tổng thống và tôi đã nói chuyện rất nhiều về các nạn nhân và về sự tàn phá mà ông ta đã nhìn thấy. Lẽ nhiên không ai mà không có thể nói không hài lòng về cái sự kiện Tổng thống Donald Trump đi đến một nơi thăm viếng mà không gặp gỡ đối diện với tất cả các nạn nhân. Tuy nhiên bên cạnh đó thì người ta cũng cho thấy rằng hình ảnh của ông đã mang lại một cái sự tự tin về uy quyền quốc gia, và có thể nói rằng ông hứa cái điều mà người ta nói rằng là Tổng thống Donald Trump không đem lại về mặt tinh thần. Người tất cả các nạn nhân cần có một cái sự ủng hộ giúp đỡ tích cực về mặt tinh thần, Tổng thống Donald Trump đã không làm điều đó, nhưng ông có một cái lợi thế là ông hứa sẽ giải quyết vấn đề này bằng tất cả những cái vấn đề gì khó khăn mà người đối diện với đảo Harvey phải đón chịu, thưa anh Tuấn. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng rất nhiều người như Nhi Huyền đã theo dõi cái cuộc viếng thăm này. Bên cạnh đó rất nhiều báo chí cũng nói đến hình ảnh của bà Melania, phu nhân của Tổng thống Donald Trump. Nhi Huyền theo dõi thấy hình ảnh của bà như thế nào? Thưa quý vị, theo đệ nhất phu nhân Melania đã đi đến qua như là Texas với là Tổng thống Trump, thì bà đã mang giày cao gót, quần capri màu đen, thưa quý vị, và qua như là mang một cái áo bombshell và mang giày cao gót màu đen và đi giống như là một model. Thì có những sự chỉ trích rằng là nói rằng là bà ta như là một con búp bê đang đi vô vùng nước lũ, và sau đó bà ta cũng thay đổi cái áo sơ mi màu trắng và mặc quần thể thao và mang giày Adidas, coi như là mặc cũng mang giày thể thao nhưng mà đội cái nón gọi là floaters, thì cái nón đó biểu tượng cho đệ nhất phu nhân của nước Mỹ. Thì cũng có rất nhiều người chỉ trích trong vấn đề cách ăn mặc của Melania đi đến những khu vùng nước lũ. Làm sao mà cho vừa lòng người ta được? Yeah. Bà Melania lẽ dĩ nhiên bà là tổng thống, phu nhân của tổng thống, bà cũng có cách ăn mặc của bà cũng có thể nói, mà tại sao những người nạn nhân với tất cả những người không được nhìn thấy hình ảnh đẹp của bà? Lẽ dĩ nhiên những lời chỉ trích thì luôn luôn đi đến với nhau, nhưng bên cạnh đó thì cũng có những cái lý lẽ trong những người sống trong những cái cảnh cơ hàn như vậy. Hình ảnh của bà Melania nó không có thể nói gắn liền với những người đang chịu cái cảnh tàn phá bởi một cái thiên tai như vậy. Lại nhiên người ta nói đến chiếc giày cao gót của bà giống như con búp bê đi vào trong một cái bãi sa mạc lại đồng ý. Và bên cạnh đó thì người ta nói bà bắn cái áo trắng có vẻ là đủ thứ chuyện trên đời để nói, nhưng mà mình phải nhìn những cái sự tích cực của họ. Lại nhiên là như sao họ cũng đến những vùng nước lũ. Vâng, họ đã đến đó, đã gần gỡ bệnh nhân. Nhưng cái vấn đề an ninh là vấn đề có thể nói là tối thượng. Vấn đề an ninh của vị nguyên thủ quốc gia là vấn đề tối thượng, vì người ta không thể thanh lọc được tất cả những thành phần lẫn lộn trà trù trong những người mà nạn nhân của cái cơn bão này. Nếu có người nào trong cái cơn tức giận, có một cái cơn nào đó người ta mất hết tất cả, người ta làm những điều gì mà không kiểm soát được, thì cái đó nó nguy hiểm đến cho vấn đề an ninh quốc gia. Đó là lý do tại sao mà người ta nói đến Tổng thống Donald Trump và phu nhân không có mặt trực tiếp để đối diện nói chuyện với tất cả các nạn nhân. Quý vị đang cùng với Như Huyền, Anh Tuấn và Đoàn Trọng qua Cà Phê Sáng, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giờ